Xin chào tất cả các bạn. Sau đây sẽ là thông tin mới nhất từ update 20 của Blogsfruit. Cách đây 1 giờ thì admin đã đăng một bài post trên Twitter. Cụ thể là sẽ có 2 thanh kiếm được rework trong update tới đây. Sau đây sẽ là phân tích của mình. Các bạn thấy trên hình là thanh kiếm có skill màu tím hơn nữa, ở góc hình ảnh có chữ Gravity. Nên chắc chắn đây sẽ là thanh kiếm Gravity Ken được lấy từ Boss Fajita ở Second Sea. Cùng qua thanh kiếm thứ hai nào. Trên hình là một thanh kiếm có skill màu đỏ. Chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thanh kiếm Saber là hợp lý nhất. Các bạn để ý ở góc màn hình skill có chữ D. Trùng hợp là skill Z của Saber cũng bắt đầu bằng chữ D. Nên mình đoán đến 90% đây là thanh Saber Rework. Đó là 2 thông tin mới nhất từ admin. Mình sẽ cập nhật thông tin liên tục cho update 20. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để biết thông tin về update sớm nhất và chính xác nhất nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.